Thượng Viện Trưởng Chư Tôn Đức Trong Ban Quảng Viện Và Kính Thưa Toàn Thể Chư Đại Đức Tăng Ni Cùng các Phật tử hiện diện trong Pháp hội Con xin cung thỉnh toàn thể đại chúng trở về hơi thở mắt nhìn xuống về phía trước không trụ vào một điểm nào hết Đức Thế Tôn gọi là chánh niệm ở trước mặt. Trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể nội tâm sáng tỏ rõ biết con thỉnh tất cả đại chúng hôm nay chúng ta thực hành thiền quán chúng ta không nghe giống như những buổi nghe nói chuyện bình thường mà chúng ta sẽ nghe đến đâu và quán chiếu đến đó thân yên tĩnh tâm lắng dịu một cảm giác bình an lan tỏa khắp toàn cơ thể châu thân cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lòng ngực cảm nhận cảm giác toàn thân ngay trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây có biết bao nhiêu người đang mua gánh bán bưng ở đầu đường xó chợ ngay trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây có những em bé mồ côi cha mẹ Ngay trong giây phút chúng ta đang ngồi đây Những tiếng kêu gào, than khóc, khổ đau, chồng chết, vợ chết, cha mẹ chết, anh em người thân chết ngay giây phút chúng ta đang ngồi đây trong những trại tâm thần bao nhiêu người bấn loạn mê sản hốt quản ngay giây phút chúng ta đang ngồi đây bao nhiêu những cảnh chia ly những cảnh buôn bán người những cảnh buôn bán bào thai những cảnh nghèo khổ phải bán con của mình ngay giây phút chúng ta đang ngồi đây trong những bệnh viện chợ rẫy ung bướu là những nỗi đau những nỗi đau khó tả đó là hiện trạng đau khổ của cuộc đời ở một mặt khác chúng ta cần quán chiếu sâu sắc ngay lúc chúng ta đang ngồi đây những con thú xé xác lẫn nhau ăn nuốt lẫn nhau quảng hốt lo sợ trong thế giới của loài động vật Rộng ra hơn nữa là những loài chúng sanh trong ba đường ác đạo. Cách đây không lâu, tám em bé đi tắm sông, chiền banh, đánh banh và cuối cùng đó là một lần tắm vĩnh viễn tan tóc và cả một giải phố ở Hà Nội là những gia đình chồng trên đầu một mảnh khăn tan và từng hàng hàng lớp lớp những bạn học trẻ thơ có 10 đến 15 tuổi Bao nhiêu những cái dòng lệ tuôn xuống Co thắt Ruột gan Và các em Bàn hoàng Không biết chuyện gì đã xảy ra Cách chúng ta Không lâu một đoàn đưa tang diễu hành hai trăm người băng qua đường lộ và một chiếc xe tải đã tung cán lên và chết bảy tám người và bị thương hàng chục người người này đưa tiễn người kia và chính người đưa tiễn lại trở thành cái người được người khác tiễn đưa. Và một chiếc xe rước dâu 15-16 người đại hỷ không ai thể ngờ rằng chiếc xe đại hỷ đó lại biến thành đại tang. Tiếng kêu thương, kêu gào nức nở cả một xóm làng. Chúng ta nương tựa vào thánh trí của đức phật để quán chiếu một cách sâu sắc một cách sâu xa bản chất của cuộc đời này bản chất của cái thân tứ đại vô thường dễ vỡ dễ tan dễ nát dễ hoại nè bản chất của cái thân thể là ổ chứa nhóm bệnh tật này bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng có thể trở thành bệnh tật ung thư và không ai trong chúng ta có thể định đoạt được mạng sống này sức khỏe này thân thể này Vậy vậy mà chỉ một ánh đèn pha của chiếc xe Honda thôi có thể xảy ra án mạng. Vậy mà một tiếng khen của lời hát karaoke thôi, một tiếng chê, một tiếng chỉ trích phê bình cũng có thể đưa đến cảnh chết người vậy mà chỉ cần trên bàn nhậu nói qua nói lại vài câu cũng có thể đưa người kia vào trong bệnh viện cấp cứu Đó là gì? Đó là gì? Vì không thấy rõ rằng bản chất của thân thể này là tứ đại, là ngũ quẩn. Không thấy rõ bản chất của mấy chục ký lô thịt này là dễ vỡ là món đồ bằng đất sét dù đã nung hay chưa nung thì tính chất bể nó đã ở trong đó rồi vì không thấy không biết vì mê lầm vì vô minh nhận cho đây là tôi đây là của tôi đây là tự ngã của tôi Từ vô lạ, mê lầm vô minh này Sanh ra tha mái và chấp thủ Nắm chặt Bấu chặt Bám chặt Xiết chặt Ghi chặt Cột chặt Vào trong cái thân xác mấy chục ký này. Vào trong những cái cảm giác Vô thường sanh diệt thay đổi liên tục này bám chặt vào trong những cái nghĩ tưởng nhận thức chợt xanh chợt diệt này và như thế là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này được hình thành và đức thế tôn của chúng ta đã đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy sắc đức thế tôn đã đem ánh sáng soi rọi và giờ này con thỉnh tất cả đại chúng chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta sẽ dùng dùng tuệ nhãn pháp nhãn của đức thế tôn để quán chiếu sâu sắc về bản chất của tấm thân này một ngày kia chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh nhất định có một ngày cả chúng ta ở đây Dầu là già hay trẻ Tất cả chúng ta sẽ nằm trên một giường bệnh Và thở một hơi dài Thở một hơi dài Bất động trên tấm gián là bốn người khiêng trên tấm gián kia cái thân xác mà mình trao chuốt tô bồi mình trang điểm mình sai đắm mình nâng niu thân xác đó sẽ trở thành cứng đơ cứng đơ bất động bốn người sẽ khiêng chúng ta họ sẽ khiêng chúng ta và thân xác này nằm đó lạnh tanh lạnh tanh xanh rờn đen nám nứt nẻ ra, nứt chảy ra, nứt vỡ ra là những chất dịch, là những mũ, những nước vàng, những máu, máu nứt nẻ ra, chảy ra mùi hôi bốc lên không ai chịu nổi mùi hôi bốc lên không ai chịu nổi này các tỳ kheo thân này bản chất là như vậy bản tánh là như vậy không thể vượt khỏi bản tánh ấy rồi bắt đầu ăn ăn trong bộ đầu lòng rồi rồi bò lúc nhúc ăn hết những ruột những gan những bao tử những lá lách dạ dày bò lên cùng người hết khắp người hết đậy người hết ăn hai chồng con mắt ăn hết, ăn hết giòi tựa ăn hết đầy dãy trong cơ thể chúng ta là những con giòi bò lúc nhúc và cuối cùng lâu ngày lâu tháng là còn lại những gì? Một chút thịt, một chút da và những sợi gân. Trong một bộ xương, một bộ xương. Lâu tháng, lâu năm, bắt đầu da khô và tan rã một nát hết. Thịt khô không còn lại một giọt máu nào nữa Và lòi ra hiển ra Hiển lộ ra là một bộ xương trắng Là một cái đầu lâu Một bộ xương trắng Năm tháng dần qua Bào mòn với thời gian bộ xương kia sẽ trở thành rời rã kia là xương sườn nó là xương ống quyển xa xa bên kia là xương sống và một cái đầu lâu một cái đầu lâu một cái đầu lâu một okay, cái đầu lâu mà khi nó phủ một lớp da lên Thì tất cả chúng ta say mê và điên đảo Tất cả chúng ta đã chạy tìm Những cái sắc thân vô thường Như thế đã đau khổ bao nhiêu đời Bao nhiêu kiếp rồi Bởi cái dục ái này Chúng ta đã chạy theo cái dục, cái tham, cái ái này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Này các tỳ kheo, vô thủy là dòng luân hồi này không có thể tính được chỗ khởi điểm. Nước mắt mà các ông đã rơi xuống vì mất cha, mất mẹ, mất vợ mất chồng chia ly với người thân thuộc nhiều hơn bốn biển này các tỳ kheo tới đây là vừa đủ rồi là vừa đủ rồi để cho các ông nhàm chán là vừa đủ rồi để cho các ông từ bỏ là vừa đủ rồi để cho các ông chấm cả các hành Chúng ta đã chạy theo cái đầu lâu này Chúng ta đã chạy theo cái bổ xương này Và bao nhiêu những suy si tư lo lắng Nghĩ ngợi sầu khổ Bao nhiêu lần chúng ta đã chết đi sống lại Vì những cái dục ái này Khổ khổ đây là khổ khổ là đây thương thay cho cái sự vô minh tham ái và chấp thủ và một cái tấm thân bất tịnh hôi tanh vô thường bại hoại này chúng ta đã khổ vì cái tấm thân mấy chục ký này vì bộ xương này và chúng ta đang khổ vì bộ xương đang ngồi đây và chúng ta sẽ tiếp tục khổ dài dài trong tham dục tham ái tham chấp tiếp tục dài dài nếu chúng ta không thể nhập chánh tri kiến đau đớn thai đau đớn thai cho một cuộc đời vô minh cay đắng thai cho một cuộc đời mãi mãi chạy theo dòng tham dục Tham ái tham chấp khốn khổ thai cho sự mò mẫm truy tìm đuổi bắt những cái ảo ảnh vô thường này thành này làm bằng xương quét to bằng thịt máu ở trong đây già và chết mạng và lừa đảo chất chứa ngã mạng cống cao ta đây hơn thua chấp ngã chấp ngã với một cái gì chấp nhã với một nắm tró tàn ta đây với cái gì ta đây với một bổ sướng một cái đầu lâu thương thai thương thai thương thai cho chính mình hãy trải tình thương này đến chính bản thân ta thương thật là thương tràn đầy một tình thương cho cái tấm thân này và chúng ta hãy trải rộng cái tình thương này ra hãy trải rộng tình thương này ra đi quý vị tất cả cha mẹ ông bà cô bác anh chị em chúng ta cũng như vậy cũng như vậy và tất cả những người xa lạ Chúng sanh trong tam giới này cũng như vậy. Chúng ta hãy trải rộng tình thương này đến những người mà chúng ta không ưa hoặc là những người ghét chúng ta, hãy thương. Hãy thương họ. Tại sao vậy? Tại vì mình cũng là nạn nhân của vô minh, tham ái và chấp ngã họ à, cũng như vậy họ cũng là những nạn nhân và tất cả chúng sanh trong tam giới này toàn bộ là những nạn nhân nạn nhân nguyện đem tình thương này lan tỏa khắp tất cả không gian trời đất này đem tình thương này lan tỏa khắp đông Tây nam bắc, trên dưới khắp bề dọc bề ngang. nguyện đem tình thương này trải khắp cùng tận mười phương hư không pháp giới. nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ. tỉnh ngộ cái sắc thân vô thường mộng ảo giả dối tạm bỡ này tỉnh ngộ cái tấm thân năm quẩn cái tấm thân bong bóng nước bèo bọt này chỉ cần nghe một tiếng rầm thôi là đã tan nát tan hoại tan dở tan tành Nguyện trải cái tâm từ bi này đến tất cả, tất cả, tất cả các loài chúng sanh. Tất cả chư thiên có mặt tại đây, tất cả các loài phi nhân. Tất cả các loài vật trong sáu nẻo lưng hồi. Nguyện hãy tỉnh ngộ, tỉnh giác. Nguyện hãy sống với nhau bằng những ý nghĩ của tình thương của sự tha thứ bao dung và độ lượng nguyện hãy nói với nhau những lời từ ái trang hòa xây dựng và thương yêu nguyện hãy làm những hành động đẹp của từ bi hỷ xả vô lượng tâm Nguyện hãy có những đời sống đẹp nhất Đời sống tuyệt vời Của những người thành tựu chánh tri kiến Nguyện tất cả các vị ở đây Tất cả chư tăng chư ni ở đây Là những bậc đáng được chấp tai đáng được cung kính đáng được tôn trọng đáng được đảnh lễ đáng được cúng dường là ruộng phước du thượng ở trên đời nguyện tất cả các phật tử trong pháp hội hôm nay sẽ trở thành những người thành tựu lòng tin bất động đối với đức thế tôn bậc a la hán chánh đặng giác Nguyện tất cả các vị sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp ly tham. Nguyện tất cả các vị sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám bậc hiền thánh tăng. Nguyện tất cả chúng ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với vô thượng thánh giới. Để có đời sống an lạc hạnh phúc Cho tự thân và tha nhân lâu dài Trong hiện tại và mãi mãi đến tương lai Nguyện đêm công hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh điều trọn thành Phật Đạo con cảm ơn quý Thầy, quý Cô và tất cả quý Phật tử đã cùng con tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính niệm ân của Thượng Tọa đã hướng dẫn cho chúng con những giây phút trải nghiệm với nội tâm của mình bổ ích trên bước đường học Phật. Chúng con xin cầu chúc cho Thượng Tọa được đồng tĩnh an tường và tại đăng thường chiếu thành công thành tựu trên bước đường giáo hóa chúng sanh bằng pháp hành của thầy giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh đại chúng khởi thân và sau đó là trở về tăng xá đi xá để nghỉ giải lao